Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Luật sư mây Hơ chăm chú quan sát chàng trai ngồi trước mặt ông, con người bị buộc tội giết người có dự mưu. Vô lơ, tôi thiết nghĩ, anh nên thành thật khai báo, tôi mới có thể bào chữa cho anh được. Biết nói thế nào nhỉ? Tôi không thể bị buộc một tội mà tôi không hề làm. Tôi vô tội, tôi vô tội. Ông phải hiểu điều đó. Vâng, Tôi đang cố gắng lo cho anh được tự do nhưng mọi bằng cớ đều chống lại anh. Không phải cứ la lên là mình sẽ vô tội. Tôi xin thề trước thượng đế là tôi bị nghi oan. Tôi đã rơi vào một cái lưới không thể thoát ra được. Anh đừng thề mà hãy nói rõ cho tôi nghe, anh quen bà Fren trong trường hợp nào. Hôm đó, bà Fren suýt bị xe buýt tông, nên hoảng hồn đánh rơi đồ đạc tung tóe ra đường. Tôi có mặt ở đó nên đã nhặt dùng cho bà ấy. Sau đó, tôi gặp lại bà trong một bữa tiệc tại nhà người bạn. Bà nhận ra tôi, nói chuyện với tôi rất thân mật, và khi ra về, bà yêu cầu tôi ghé thăm bà. Bạn tôi nói bà là một cô gái già rất giàu có, sống một mình với chị người làm và tám con mèo. Anh đang túng thiếu, lại làm quen với một bà già giàu sụ và cố tình kéo dài sự liên hệ thân mật. Nếu chúng ta chứng tỏ rằng anh không hề biết bà phen giàu và anh chỉ đến thăm vì xã giao, nghe trọn bộ tại mê truyện audio com link trực tiếp ở phần mô tả